Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Phạm Phước Thành, hiện đang công tác tại khoa dinh dưỡng tiết chế. Chào mừng các bạn đến với chuỗi video các món ăn cho người tiểu đường. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món mousse sô-cô-la cổ điển. Mousse là một dạng texture xốp, mịn và nhẹ. Nghe có vẻ hơi kỳ nhưng sếp Pháp thường lấy hình ảnh miếng bọt biển rửa chén ra làm minh họa cho món ăn này. Gọi là cổ điển vì hôm nay chúng ta sẽ không sử dụng gelatin để làm tăng độ chắc cho cấu trúc món ăn. Đầu tiên là mình tách lòng đỏ và lòng trắng. Cho heavy cream và sô-cô-la lên bếp. Để lửa nhỏ, đủ để làm tan sô-cô-la. Quậy đều để trở nên đồng nhất. Cho lòng đỏ vào sô-cô-la trộn đều. Vì nhiệt độ ganache, sô-cô-la nếu cao hơn thân nhiệt thì dễ làm vỡ bọt khí của lòng trắng trứng. Điều này khiến thành phẩm cuối cùng không được xốp mà dễ bị cứng, đặc. Chúng ta dễ nhận thấy điều này khi mousse đã được lạnh. Đánh bông lòng trắng. Khi nhiệt độ ganache đã thấp hơn hoặc bằng nhiệt độ cơ thể, chúng ta bắt đầu trộn lòng trắng vào. Lấy 1/3 lòng trắng đã đánh bông, trộn vào hỗn hợp ganache. Trộn đều rồi cho tiếp 1/3 vào. Làm như vậy khi đến hết. Cho vào khuôn hoặc ly và cho vào tủ lạnh. Thời gian chờ món này tương đối lâu, thường sẽ mất cả đêm nếu để hỗn hợp trở nên đồng nhất. Trong khi chờ món ăn hoàn tất thì mình muốn chia sẻ thêm về lợi ích của sô-cô-la với các bạn. Chúng ta thường thấy trên các thanh sô-cô-la có ghi tỷ lệ phần trăm. Ví dụ như hôm nay mình dùng sô-cô-la 78%. Vậy con số này có ý nghĩa là gì? Thông số trên thể hiện tỷ lệ cacao và bơ cacao trong cái thỏi sô-cô-la đó là 78%. 22% còn lại là đường. Một số sản phẩm sô-cô-la có thông số là 100%, nghĩa là thanh sô-cô-la này nguyên chất và dĩ nhiên, loại sô-cô-la này khá là đắng và cũng không có phổ biến. Theo đo lường của Úc, chỉ số GI trong sô-cô-la 70% là 22. Khi thông số phần trăm cacao và bơ cacao trên thanh sô-cô-la càng lớn, thì chỉ số GI càng giảm. Điều này là một ví dụ cụ thể cho việc tăng lượng thực phẩm có GI thấp hoặc không có GI sẽ làm giảm chỉ số GI tổng của món ăn. Sô-cô-la được dân châu Âu mệnh danh là vàng đen của nhân loại. Và để một thứ mà quý như vàng đối với dân châu Âu thì không phải đơn giản, mà nhất là thực phẩm nữa, thì nó phải có cái gì đó kiểu như nội công thâm hậu mới được danh hiệu đó, phải không ạ? Bây giờ thì mình sẽ điểm qua những đặc điểm của loại vàng đen theo quan điểm của châu Âu này ha. Trên 100g sô-cô-la đen từ 70-85% thì chứa 11g chất xơ hòa tan. Sẽ không bao giờ tìm thấy chất xơ không hòa tan đâu nha. Nếu có là sô-cô-la đó, một là không nguyên chất, hai là có vấn đề. Chứa rất nhiều khoáng chất vi lượng, đáp ứng ít nhất 60% nhu cầu tối thiểu mỗi ngày. Chất béo trong bơ cacao đa phần là chất béo bão hòa và chất béo không bão hòa một nối đôi. Chất kích thích như caffeine, lượng rất là ít. Theobromine, lượng nhiều nhưng không đủ mạnh để mình phải thức nguyên đêm, đủ để kích thích hưng phấn thôi. Các chất chống oxy hóa như flavonol, polyphenol, sô-cô-la đen và bột cacao chứa lượng chất oxy hóa nhiều hơn hẳn so với các loại thực phẩm tự nhiên khác, bảo vệ LDL, tránh bị oxy hóa và tăng HDL. LDL là cholesterol xấu, có hại và cũng là một yếu tố nguy cơ cho bệnh tim mạch. Và sự oxy hóa của LDL này là một bước quan trọng trong việc hình thành xơ động mạch.
Một nghiên cứu khác cho thấy ăn sô-cô-la đen 2-3 lần tuần làm giảm nguy cơ bị vôi hóa mạch vành 32%, ăn ít hơn thì không có hiệu quả. Ví dụ trong nhóm 3 người ăn sô-cô-la đều đặn 2-3 lần tuần thì sẽ có một người không bị vôi hóa động mạch vành. Hai người kia chắc chắn sẽ bị, bất kể tuổi tác, giới tính hay bệnh lý nền. Còn nếu không ăn sô-cô-la thì chắc chắn ai cũng bị. Điều này cho thấy hiệu quả rất lớn của sô-cô-la trong việc phòng ngừa bệnh tim mạch. Vì với loại bệnh này dù uống thuốc cả đời cũng khó đạt được con số 32%, nên nhớ mình nói phòng ngừa chứ không phải chữa trị nha. Đối với người cao niên, sô-cô-la đen giúp cải thiện chức năng trí não. Nghiên cứu trên tình nguyện viên khỏe mạnh thì 5 ngày ăn sô-cô-la thì cải thiện lượng máu tới não. Nghiên cứu trên người lớn tuổi bị sa sút trí tuệ thì sô-cô-la có thể cải thiện chức năng tư duy, cải thiện việc nói lưu loát. Sô-cô-la đen vừa bảo vệ hệ tim mạch, cải thiện chức năng trí não và tạo hưng phấn, thì danh hiệu vàng đen cũng xứng đáng đúng không ạ? Sau khi nghỉ trong tủ lạnh thì chúng ta sẽ xem thao tác đã làm có đúng không nha. Sắn từ trên xuống dưới xem mousse có đồng nhất không, có nghĩa là tơi xốp đều từ trên xuống dưới. Mình có thể ăn kèm thêm granola, bánh biscotti để đa dạng các texture cho vui miệng. Hy vọng những thông tin hữu ích về sô-cô-la vừa rồi đã giúp các bạn hiểu hơn về tác dụng lên sức khỏe của chúng ta, cũng như đối với những người có bệnh lý tiểu đường, tim mạch. Bạn nào thấy hay thì hãy like và chia sẻ. Và đừng quên bấm đăng ký để đừng bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.